Saki Corporation, 15 năm đồng hành cùng phát triển và vươn tầm cao mới. Chặng đường 15 năm với những con người đầy đam mê và sáng tạo, nuôi dưỡng ý chí và khát vọng để xây dựng và phát triển Saki trở thành một thương hiệu hàng đầu trong khu vực và châu Á. Hành trình đầy nghị lực ấy sẽ luôn là niềm tự hào của các thế hệ Saki hôm qua, hôm nay và ngày mai. 15 năm là một chặng đường không dài đối với một doanh nghiệp, nhưng đối với Saki, đó là một chặng đường đầy tự hào. Ở đó có những người đồng đội cùng ước mơ và hy vọng. Tất cả đã tạo nên một nền móng vững chắc cho sự phát triển của những năm sau này. Thành lập vào tháng 8 năm 2003, công ty trách nhiệm hữu hạn Saki khởi nghiệp với hai thành viên sáng lập. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng với bản lĩnh không lùi bước, đội quân Saki đã lao vào công việc với tất cả khát vọng và trách nhiệm của mình, tạo ra một Saki không ngừng lớn mạnh. Năm 2005, thành lập chi nhánh Saki Bình Dương và đổi tên Saki Corporation. Năm 2011, thành lập chi nhánh Saki Hà Nội. Năm 2014, xây dựng nhà máy sản xuất giàn giáo có công suất thiết kế 50.000 tấn ống thép và 60.000 tấn giàn giáo cùng phụ kiện một năm Saki Scarf. Song song đó, công ty đã thành lập chi nhánh Saki Đà Nẵng. Năm 2015, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Saki Bình Dương, Saki Form và xây dựng nhà máy cốt pha nhôm hợp kim đầu tiên tại Đông Nam Á có công suất thiết kế đạt 500.000 m2 một năm. Năm 2016, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp thi công Saki, Saki Lease với chức năng quản lý chuyên nghiệp hoạt động đầu tư cho thuê tài sản, có năng lực cung cấp 100.000 tấn giàn giáo và 500.000 m2 cốt pha nhôm một năm với 3 trung tâm chính tại Bình Dương, Đà Nẵng và Hà Nam. Năm 2017, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Saki Hà Nam và xây dựng nhà máy sản xuất cốt pha nhôm thứ hai có công suất thiết kế 500.000 m2 cốt pha nhôm một năm. Tháng 5 năm 2018, thành lập trung tâm huấn luyện kỹ năng an toàn xây dựng Saki, Saki Safety. Tháng 8 năm 2018, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Saki Bình Phước và xây dựng nhà máy sản xuất ván ép phủ kim có công suất 150.000 mét khối thành phẩm một năm. Saki đã vững vàng khẳng định thương hiệu, đóng góp vào sự phát triển của đất nước thời kỳ đổi mới và hội nhập. Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng chuỗi dịch vụ cho thuê tài chính, vận hành các sản phẩm cốt pha nhôm hợp kim, giàn giáo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ thi công các công trình xây dựng. Đến nay, Saki đã có 3 nhà máy sản xuất đi vào hoạt động cùng 3 trung tâm dịch vụ cho thuê tài sản một cách chuyên nghiệp và hiện đại. Nhà máy sản xuất giàn giáo chất lượng cao Saki Scarf có công suất thiết kế 60.000 tấn giàn giáo một năm, được đầu tư khép kín, từ sản xuất thép ống, phụ kiện, mạ kẽm nung nóng hoàn thiện với công nghệ hiện đại hàng đầu châu Á, được tín nhiệm cao trong nước và khách hàng quốc tế. Các sản phẩm của nhà máy đạt các tiêu chuẩn VS1139, EN39, JIS và TCVN. Hai nhà máy sản xuất cốt pha nhôm hợp kim Saki, Saki Form có tổng công suất thiết kế đạt 1 triệu mét vuông một năm, có công nghệ sản xuất hiện đại, tự động hóa và khép kín hoàn toàn. Với việc đầu tư phát triển công nghệ thi công cốt pha nhôm hợp kim, Saki Form đã góp phần thay đổi đáng kể chất lượng ngành xây dựng Việt Nam, đưa các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam vươn lên trình độ hàng đầu châu Á. Đặc biệt, bằng công nghệ này đã giúp rút ngắn thời gian thi công, giảm giá thành công trình, thân thiện môi trường, đem lại lợi ích an toàn xây dựng to lớn cho xã hội. Nhà máy sản xuất thép ống Saki có công suất thiết kế đạt 50.000 tấn một năm. Sản phẩm của nhà máy đạt tiêu chuẩn BS1387, BS1139 và TCVN với các sản phẩm thép ống đen và thép ống mạ kẽm nhúng nóng. Với 3 trung tâm cho thuê tài chính vận hành tại Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nam, việc đầu tư cùng công nghệ bảo dưỡng hiện đại nhất hiện nay, Saki Lease có năng lực cung cấp 100.000 tấn giàn giáo cùng 500.000 m2 cốt pha nhôm một năm nhằm đa dạng hoạt động của mình, góp phần cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản chất lượng cao cho thị trường xây dựng Việt Nam. Đây sẽ là hoạt động cốt lõi của Saki Corporation trong tương lai. Qua 15 năm đồng hành cùng các nhà thầu xây dựng Việt Nam, Saki Corporation đã khẳng định được thương hiệu hàng đầu của mình và nhận được sự tín nhiệm cao từ hàng ngàn nhà thầu xây dựng trong nước và quốc tế, tiêu biểu như Cotecom Group,
Hòa Bình Corporation, CCI, An Phong, Cofico, Delta Group, Phục Hưng Holding, Dinko, Dusan, Sumizu, Liên doanh Taisei, Kajima, Obayashi, Nippon, Steel, Nhật Bản, POSCO E&C, Hàn Quốc. Hiện tại, với việc đầu tư nhà máy ván ép phủ phim Saki Plywood tại Bình Phước cuối năm 2018, Saki sẽ tham gia cung cấp sản phẩm ván ép phủ phim cho thị trường xây dựng Việt Nam và xuất khẩu 150.000 mét khối một năm. Những công trình tiêu biểu, khu liên hợp hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa, dự án nhiệt điện Mông Dương 1-2 thị trấn Cẩm Phả Quảng Ninh, khu đô thị Vinhome Central Park, khu đô thị Sunrise City thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị Camco City Phnom Penh Campuchia, khu đô thị sinh thái Thảo Điền quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, ngoại giao đoàn Hồ Tây Hà Nội, nhà ga quốc tế Nội Bài T2, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng Hải Châu Đà Nẵng, cầu Cần Thơ, tuyến metro Bến Thành Suối Tiên thành phố Hồ Chí Minh, tòa nhà Vietinbank Hà Nội, tòa nhà Ocean Gate, nhà máy Doco Hà Nam, khu phức hợp Sài Gòn Ba Son quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, tòa nhà Cang Nam Hà Nội, nhà máy điện tử Samsung Thái Nguyên, khu đô thị sinh thái Eco Park, khu phức hợp hiện đại Hà Đô Sentosa. Để có được những thành công ấy, Saki luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, giàu nhiệt huyết và sáng tạo, luôn tạo môi trường làm việc năng động với nhiều cơ hội và thử thách, giúp nhân viên không ngừng phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc. Cùng với việc phát triển đội ngũ, lãnh đạo Saki Corporation tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị tiên tiến, đáp ứng yêu cầu thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược lâu dài, vận hành thành công các công cụ quản trị như phần mềm quản trị hệ thống ERP, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015, đánh giá hiệu suất lao động KPI. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, Saki luôn quan tâm đến việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ nhân viên. Hàng năm, công ty chủ động tăng lương 10-20% một năm cho toàn hệ thống. Công ty cũng đầu tư khu nhà ở tập thể văn minh, an toàn, giúp cán bộ nhân viên ổn định yên tâm làm việc. Với việc đầu tư các bếp ăn tập thể và tổ chức nấu ăn, công ty luôn cố gắng đảm bảo chất lượng bữa ăn giàu dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất. Chính sách phúc lợi của công ty luôn dành sự quan tâm cao nhất đối với cán bộ nhân viên và thân nhân, đặc biệt con em người lao động. Hàng năm, Saki luôn quan tâm chia sẻ với đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách hoặc khu vực bị thiên tai bão lũ trên cả nước như ủng hộ các quỹ khuyến học, ủng hộ Hội nạn nhân da cam Việt Nam, tặng sổ tiết kiệm, tặng nhà tình thương hay cứu trợ thiên tai cùng nhiều hoạt động xã hội khác. Đây là những hoạt động thường xuyên ấm áp tình người, đầy nhân văn và tinh thần trách nhiệm xã hội. Em là nhân viên kỹ thuật thuộc phòng kỹ thuật của Pha Nhôm. Em gắn bó với Saki được 2 năm. Saki có một môi trường làm việc rất tốt. Anh em giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua cái khó khăn của công việc. Về chính sách của công ty, các sếp quan tâm tới cán bộ anh em công nhân viên công ty. Tổ chức đi du lịch hàng năm, tổ chức giải bóng đá truyền thống cũng như là các hoạt động công đoàn. Kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, mình cũng xin chúc công ty ngày càng phát triển thành công và bền vững. Môi trường làm việc của Saki khá chuyên nghiệp. Mục tiêu của kỹ thuật Saki là đem đến phương án chính xác nhất, nhiều khi là cần phải tăng ca để đảm bảo cái tiến độ cho khách hàng. Ban lãnh đạo công ty rất là quan tâm đến đời sống tinh thần cũng như đời sống vật chất của tất cả các anh em công nhân viên. Những dịp lễ Tết, công ty đều có những cái hoạt động động viên tinh thần cho tất cả công nhân viên. Nhân dịp 15 năm ngày thành lập công ty, mình cũng thay mặt cho anh em gửi đến công ty lời chúc thành công, hoàn thành được cái mục tiêu hôm nay và những năm tiếp theo. Saki là một cái gia đình thứ hai của em. Ở đây là anh em đều tôn trọng và muốn gắn bó với công ty lâu dài. Công ty có nhiều ưu đãi và mang lại cái quyền lợi cho anh em người lao động. Lo cho anh em những cái chính sách là bảo hiểm, rồi bảo hộ an toàn lao động là trang bị đầy đủ. Ở đây làm việc là với một tinh thần 100% để đạt được cái hiệu quả, đạt được cái tiến độ đúng hẹn giao hàng của phòng kinh doanh. Kỷ niệm 15 năm thành lập của công ty, em cũng chúc cho công ty ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. Mình vào làm việc từ tháng 4 2006, thì với công ty Saki lúc đó còn rất là nhỏ bé, thì với một chuỗi thời gian 12 năm,
Saki đã thể hiện sự thay đổi bứt phá rất tốt. Thì tôi thấy Saki đã nâng tầm, thay đổi được máy móc thiết bị hiện đại với một môi trường nhà xưởng rộng rãi thoáng mát, tạo được cái điều kiện tốt cho cán bộ công nhân viên đáp ứng được tốt về sản phẩm chất lượng cung cấp cho thị trường. Là kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, tôi cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các thành viên hội đồng quản trị, các ban tổng giám đốc, toàn thể cán bộ công nhân viên trong tổng công ty Saki một sức khỏe, một ý chí vững vàng và một hướng đi tích cực và thành công trong tương lai. Với sứ mệnh cung cấp các giải pháp thi công tối ưu cùng sự an toàn tuyệt đối cho mọi công trình, Saki Corporation chú trọng đầu tư cho nghiên cứu phát triển, từ đó luôn cung cấp cho thị trường xây dựng những sản phẩm mới, những giải pháp thi công tiên tiến và hiệu quả nhất, khẳng định vị thế tiên phong của mình. Với thị trường xây dựng có mức độ tăng trưởng cao tương đương 18% một năm, Saki Corporation định vị tham gia đầy đủ 4 phân khúc: nhà ở cao tầng và cao ốc văn phòng, xây dựng hạ tầng, xây dựng nhà máy tại các khu công nghiệp và nhà ở dân dụng. Trong thời gian tới, công ty chúng tôi sẽ xây dựng và phát triển hệ sinh thái Saki với nền tảng là 8 trung tâm kinh doanh lớn đặt tại Vân Đồn, Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Phú Quốc, song song với đầu tư phát triển hệ thống siêu thị thiết bị xây dựng Saki tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Với tầm nhìn chiến lược, xây dựng và phát triển Saki Corporation, Saki Corp trở thành thương hiệu hàng đầu khu vực và châu Á. Saki cam kết luôn song hành cùng các đối tác và nhà thầu xây dựng Việt Nam, xây đúc nên những công trình có chất lượng cao, phục vụ cộng đồng và góp phần phát triển đất nước.